Papillon, người tù khổ sai. Quyển 13, Venezuela. Chương 1, làng trại Irapa. Tôi khám phá ra một thế giới, những con người và một nền văn minh hoàn toàn chưa thấy bao giờ. Những phút đầu tiên đặt chân lên đất Venezuela thật là cảm động. Tôi còn xa mới đủ tài để diễn giải, thể hiện, mô tả cái không khí tiếp đón nồng nhiệt mà dân chúng đầy lượng bao dung đã dành cho chúng tôi. Đàn ông có cả da trắng, da đen, nhưng phần lớn đều có nước da sáng, kiểu da trắng, nhưng phơi nắng lâu ngày. Ai cũng mặc quần vén lên đến đầu gối. Tội nghiệp, làm sao đến nông nỗi này? Họ kêu lên. Cả làng chúng tôi đổ bộ tên là Irapa. Những phụ nữ trẻ đều đẹp, người nhỏ nhắn, nhưng xiết bao duyên dáng. Những bà nhiều tuổi hơn và các bà già đều biến thành y tá, thành bà sơ hoặc thành mẹ nuôi săn sóc chúng tôi. Họ đưa chúng tôi vào một nhà rộng, mắc 5 cái võng lên, đặt bàn ghế, rồi lấy mỡ ca cao bôi lên người chúng tôi từ đầu đến chân, không sót một phần vuông thịt nào. Thấy chúng tôi lả đi vì đói mà mệt, do nhịn ăn lâu ngày nên mất nước. Họ hiểu là cần để chúng tôi ngủ, và nếu có ăn thì chỉ ăn từng tí một. Mỗi người nằm gọn trong một võng, vừa ngủ được thì một cô y tá nghiệp dư bón cho ăn. Tôi quả thực kiệt sức, nên lúc nằm được lên võng, lại được bôi mỡ làm dịu vết thương, tôi mê đi. Vừa ngủ vừa ăn uống mà chẳng biết gì trời đất. Đến khi được bón những thìa mị đầu tiên, thì cái dạ dày lép kẹp của tôi vẫn chưa tiếp nhận được. Không phải chỉ tôi mà các bạn khác cũng đều nôn thốc nôn tháo tất cả hoặc một phần thức ăn do các bà các cô bón cho. Dân làng rất nghèo, vậy mà ai cũng giúp chúng tôi, không trừ một ai. 3 ngày sau, nhờ sự chăm sóc của toàn thể dân làng và cũng nhờ sức trẻ của chúng tôi nữa, chúng tôi hầu như bình phục, đang ngồi dậy chuyện trò hàng giờ với dân làng dưới rặng dừa râm mát. Bà con không đủ tiền để mua ngay cái mặc cho chúng tôi. Họ chia từng nhóm, nhóm này lo cho ghi tu, nhóm kia đơ plăng, vân vân. Tôi được hơn 10 người chăm sóc. Những ngày đầu, vớ được cái gì họ cho chúng tôi mặc cái ấy. Đồ cũ nhưng rất sạch. Giờ đây khi có điều kiện, họ mua khi thì một chiếc áo sơ mi mới, quần mới, khi thì cái thắt lưng, đôi dép. Trong số những phụ nữ chăm sóc tôi, có những cô rất trẻ thuộc dòng giống Anh Điêng nhưng đã pha máu Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Một cô tên là Tibisay, một cô tên là Nenita. Họ mua cho tôi một chiếc áo, một cái quần và một đôi dép mà người địa phương gọi là Aspagat. Đế bằng da, không có gót, bên trên là vải đen chéo để xỏ chân. Không cần hỏi các anh đến từ đâu, nhìn những hình xăm trên mình, biết các anh là tù vượt ngục Pháp. Tôi xúc động vô cùng. Sao? Biết chúng tôi là những tội phạm bị án nặng, trốn khỏi một nhà tù mà qua sách báo họ biết là rất khắc nghiệt. Vậy mà những người này vẫn coi sự giúp đỡ cưu mang là chuyện tự nhiên. May mặc cho người khác, khi bản thân mình giàu có hay dư dật, nuôi một người lạ bị đói khi mình có của ăn của để trong nhà cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng bẻ đôi mẩu rắn hay bắp ngô trong khi bản thân và gia đình chưa ăn đủ no, chia sẻ bữa ăn đạm bạc với người lạ, lại là một kẻ tù đầy trên đường đào tẩu, thì tôi thấy là đáng phục vô cùng. Sáng nay mọi người, cả đàn ông đàn bà đều có vẻ lặng lẽ đăm chiêu. Có chuyện gì vậy? Ibisay và Nenita đang ở gần tôi. 15 ngày nay, hôm nay tôi mới cạo râu lần đầu tiên. Vì vết thương bắt đầu lên da non, tôi đánh liều thử cạo mặt. Trước kia do bộ râu tua tủa nên các bà các cô không rõ tôi già hay trẻ. Nay thì các cô rất thích thú và nói ra mồm là trông tôi rất trẻ. Mặc dù đã 35 tuổi, tôi vẫn như người 28-30. Có chuyện gì thế, Ibisay, nói đi. Các quan chức làng Guria, tức là làng bên cạnh sắp đến. Ở Irapa này không có cảnh sát, nhưng không hiểu sao bên kia người ta lại biết là các anh ở đây, họ sắp đến. Một cô da đen cao lớn và xinh đẹp đến cùng với một chàng trai mình trần, quần vén tới đầu gối, thân hình lực sĩ rất cân đối. Cô nói, ông Angri, cảnh sát sắp đến. Em không biết họ sẽ làm gì, tốt hay xấu. Ông có muốn trốn lên núi một thời gian không? Em trai em đây có thể đưa ông tới một nơi có nhà cửa, nhưng không ai tới bắt được. Ibisay, Nenita và em sẽ thay nhau tiếp tế thức ăn và báo tin cho ông. Tôi rất cảm động, muốn hôn tay người con gái tốt bụng, nhưng nàng đã rút tay ra và hôn tôi một cái rất chân thành, trong trắng lên má. Mấy người đã phóng ngựa đi tới, người nào cũng có một dao quắm,
thường dùng chặt mía đeo lủng lẳng như kiếm ở bên trái, một thắt lưng đầy đạn và một bao súng ngắn to tướng ở bên phải. Họ đã xuống ngựa. Người chỉ huy có nét mặt Mông Cổ, da màu đồng, người cao nhưng gầy, khoảng 40 tuổi, đội mũ nan rộng vành tiến lại. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng. Xin chào ông. Tại sao các ông không báo là có 5 người vượt ngục các em? Theo tôi biết, họ ở đây 8 ngày rồi. Thưa, chúng tôi đợi để họ bình phục khỏi các vết thương đã. Có lệnh đưa họ lên Guria, xe sắp đến. Mời ông dùng cà phê. Cảm ơn. Mọi người ngồi vòng quanh uống cà phê. Tôi nhìn các cảnh sát và người chỉ huy, họ không có vẻ độc ác, họ chỉ tuân lệnh trên. Các anh vượt ngục từ đảo quỷ. Không, chúng tôi từ Georgetown, Guiana thuộc Anh tới. Sao không ở luôn đấy? Vì ở đấy khó kiếm ăn. Ông ta mỉm cười. Vậy các anh tưởng ở đây sẽ sướng hơn là ở với người Anh à? Một nhóm 7-8 người đi về phía chúng tôi. Đi đầu là một người chạc 50, tóc bạc, cao hơn 1m75, da màu sô-cô-la nhạt, đôi mắt đen và to, biểu lộ trí thông minh và sức mạnh tâm hồn. Ông ta đặt tay phải lên cán con dao quắm lủng lẳng bên sườn. Ông cảnh sát trưởng, ông định làm gì những ngày này? Giải lên nhà tù Guria. Sao không để họ sống với chúng tôi? Mỗi gia đình sẽ nhận một người. Không được, đây là lệnh của ngài thống đốc. Nhưng họ không phạm tội gì trên đất Venezuela. Đã đành thế tôi công nhận, nhưng dù sao, họ là những người rất nguy hiểm, phải phạm trọng tội lắm nên mới bị tù đầy ở Pháp. Hơn nữa, họ lại vượt ngục, chẳng có giấy má gì. Và cảnh sát nước họ nhất định sẽ đòi họ về nếu biết họ đang ở Venezuela. Chúng tôi muốn họ ở đây. Không được, lệnh của ngài thống đốc. Việc gì cũng có thể làm được. Ngài thống đốc biết gì về những con người khốn khổ này? Một con người không bao giờ mất hẳn. Dù là lúc nào đó trong đời, họ đã làm việc này việc nọ, vẫn có cơ hội cho họ tìm lại mình, trở thành người tốt và có ích cho cộng đồng. Phải không bà con? Phải. Nam nữ đồng thanh đáp lại. Cứ để họ ở lại với chúng tôi sẽ giúp họ làm lại cuộc đời. 8 ngày qua, chúng tôi hiểu họ, thấy họ cũng là người tốt. Viên cảnh sát trưởng nói, có những người văn minh tiên tiến hơn chúng ta đã phải bỏ họ vào tù để họ khỏi làm bệnh đấy. Tôi nói chen vào. Thưa ông chỉ huy, ông gọi thế nào là văn minh? Ông tưởng vì chúng tôi có thang máy, tàu bay, có xe điện ngầm, và như vậy chứng tỏ là người Pháp văn minh hơn những ông bà ở đây đã đón tiếp chăm sóc chúng tôi ư? Theo thiện ý tôi, trong mỗi người ở cái làng sống giữa thiên nhiên này, mặc dù thiếu thốn rất nhiều thứ do văn minh cơ khí mang lại, vẫn là văn minh hơn hết thảy. Vì có tấm lòng cao thượng, mối đồng cảm hơn hẳn đối với con người. Bà con không được hưởng những lợi ích của tiến bộ khoa học, nhưng có lòng nhân ái hơn tất cả mọi kẻ tự nhận là văn minh trên thế giới. Tôi thà là một người mù chữ trong xóm này, còn hơn làm cử nhân văn học tốt nghiệp Đại học Sorbonne Paris. Nếu một ngày kia, tên cử nhân đó lại có tâm hồn của tên biện lý đã kết án tôi. Một bên là người, còn bên kia đã quên mình là người. Tôi hiểu anh, dù sao tôi chỉ là cấp dưới. Kìa sẽ đã đến. Thôi, tôi yêu cầu các anh có thái độ đúng để giúp cho mọi việc sẽ ổn thỏa, không rắc rối. Một nhóm phụ nữ ôm hôn từ biệt người mà nhóm mình phụ trách chăm sóc. Tibisay, Nenita và cô da đen ôm hôn tôi khóc rưng rức. Đàn ông thì bắt tay chúng tôi. Xin chào bà con làng Irapa, những con người cao thượng cực kỳ đã dám đối mặt phê phán cả nhà chức trách của họ để binh vực những con người cùng khổ hôm qua còn chưa quen biết. Miếng bánh tôi ăn của bà con, miếng bánh mà bà con phải tự nhịn để san sẻ cho tôi, miếng bánh biểu tượng của lòng bác ái ấy, đối với tôi là mẫu mực thiêng liêng tới những thời xa xưa. Ngươi không được giết, ngươi sẽ cứu giúp những ai đau khổ, dù có vì thế mà ngươi phải nhịn ăn nhịn mặc. Hãy giúp những người cùng khổ hơn mình. Rồi sau này, nếu tôi được tự do, trong khả năng của mình, tôi cũng sẽ giúp đỡ người khác như những người dân Venezuela đầu tiên tôi gặp đã dạy tôi. Tôi sẽ còn gặp nhiều người Venezuela khác nữa. VTC Now. Thank you.
Papillon, người tù khổ sai. Quyển 13, chương 2, nhà ngục El Dorado. 2 giờ sau, chúng tôi đến một làng to, gần như là một thành phố có cảng biển tên gọi Guria. Cảnh sát trưởng đích thân trao chúng tôi cho người chỉ huy cao hơn. Ở trụ sở cảnh sát, họ đối xử tạm được nhưng hỏi cung rất kỹ. Viên dự thẩm nhất định không chịu chấp nhận lời khai rằng chúng tôi từ Guiana thuộc Anh tới. Nhất là lúc tôi kể chuyện gặp bão để giải thích tình cảnh thảm hại khi chúng tôi đặt chân tới Venezuela. Hắn càng không tin và cho là tôi coi thường nhạo báng hắn. 2 cây chuối to tướng bị gãy rạp, 1 tàu chở quặng nhôm bị chìm, thế mà anh bảo anh sống sót được giữa biển với cái thuyền thổ tả dài chưa đến 5 mét. Đến thằng ăn mày ngoài chợ, nó cũng không tin được. Anh nói láo, có chuyện đáng ngờ trong lời khai các anh. Thì ông cứ liên lạc với George Thao mà hỏi. Không hơi đâu hỏi, để bọn anh cười vào mũi chúng tôi à? Chẳng biết cái tên thư lại bảo thủ và ương bướng huênh hoang ấy báo cáo lên trên thế nào. Chỉ biết một buổi sáng mới 5 giờ, chúng tôi đã bị dựng dậy, xích tay rồi đưa ra xe không biết đi đâu. Cảng Guria nằm trong vịnh Paria, như tôi đã nói, đối diện với Trinidad. Nó có thuận lợi là sử dụng được cả một cửa sông lớn như sông Orinoco, to gần bằng sông Amazon ở Nam Mỹ. 5 chúng tôi cùng 10 cảnh sát ngồi trong xe đi về hướng Ciudad Bolivar, thủ phủ của bang Bolivar. Đường bằng đất nên cuộc hành trình rất vất vả. Ngồi trên thùng xe cam nhông, cả cảnh sát và tù đều lắc lên lắc xuống như bị gạo. Đi mất 5 ngày trời, đêm ngủ ngay trên xe, đến sáng lại vội vã lên đường đi về nơi vô định. Hóa ra là họ đưa chúng tôi đến một nơi cách bờ biển 1.000 cây số, vào một khu rừng nguyên thủy có đường đất nối liền từ Ciudad Bolivar đến El Dorado. Lính và tù đều mệt lử khi dừng xe, kết thúc cuộc hành trình ở El Dorado. Nhưng El Dorado là cái gì? Trước hết, đó là niềm hy vọng của các hiệp sĩ Tây Ban Nha thời đi chinh phục châu Mỹ. Thấy người Anh điên ở vùng này có vàng, họ tin chắc là nơi đây có cả một núi vàng, không thì cũng là nửa vàng nửa đất. Ngoài ra, El Dorado là một làng nằm bên một con sông nhung nhúc những Carib, Pirazet là những loài cá ăn thịt người, có thể nuốt tươi một con vật hoặc con người trong vài phút. Có cả Teplado là những con cá phát điện. Chúng vờn quanh mồi cũng là vật hoặc người rồi phóng điện cho chết, sau đó ăn thịt. Giữa sông có một hòn đảo, trên đảo có một trại tập trung, đó chính là nhà ngục của Venezuela. Cái trại lao dịch khổ sai này là điều tồi tệ nhất mà tôi được nhìn thấy trong đời, cũng là dã man nhất và vô nhân đạo nhất. Vì tù ở đây bị đánh đập không thương tiếc. Đó là một hình vuông mỗi cạnh 150 mét, ở giữa trời, chung quanh rào dây thép gai. Gần 40 con người nằm ngả ngốn ngoài trời, mặc cho mưa nắng, vì chung quanh chỉ có vài mái tôn để trú. Chẳng một lời giải thích, chẳng nghe ý kiến chúng tôi ra sao. Họ tống chúng tôi vào ngục El Dorado lúc 3 giờ chiều khi vừa xuống xe, sau một hành trình vừa bị xiềng xích vừa mệt lạ. 3 giờ rưỡi, chưa kịp ghi tên tuổi gì, họ đã gọi ra, đưa 2 cái xẻng và 3 cái cuốc. 5 tên lính có súng và roi gạc bỏ cầm tay, do một tên cai chỉ huy, giải chúng tôi ra nơi làm việc, dọa đánh nếu không tuân lệnh. Chúng tôi hiểu ngay đây là một kiểu giao oai phủ đầu của bộ máy nhà ngục. Lúc này không tuân lệnh không được, rất nguy hiểm, sẽ liệu sau. Đến nơi tù đang làm, chúng giao đào một đường hào bên cạnh con đường đã mở trong rừng. Chúng tôi im lặng làm, tùy theo sức lực, không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe bên tai những tiếng chửi, tiếng roi quất liên tục. Chúng tôi không bị quất một roi nào. Vừa mới tới, đã bắt đi làm. Hẳn bọn cai ngục muốn để cho chúng tôi biết thế nào là thân phận tù ở đây. Hôm đó là thứ Bảy, vừa lao động xong, người đầy mồ hôi và bụi bặm. Chúng tôi bị lùa luôn vào trong trại tù, vẫn không qua một thủ tục nào. 5 tên tù cai en, ra đây. Tên cai tù gọi. Đó là một tên lai đen cao 1m90, tay cầm roi cặc bò. Hắn phụ trách trật tự bên trong trại. Hắn chỉ cho chúng tôi chỗ mắc võng gần cửa trại, thông thống giữa trời. Nhưng ở đó còn có một mái tôn, ít nhất cũng tạm che được mưa nắng. Phần lớn tù là người Colombia, còn lại là người Venezuela. Không có trại chừng giới nào trong các nhà tù ngục tôi biết trước đây so sánh được với cái trại lao dịch này về mặt khủng khiếp. Một con lừa mà bị đối xử như tù ở đây cũng chết. Có điều hầu như tất cả đều khỏe mạnh vì một lẽ, ăn uống ở đây cực kỳ tốt và ngon. Nhóm chúng tôi họp bàn thật nhanh.
người nào bị lính đánh, cách đối phó tốt nhất là không làm việc nữa, nằm lăn ra đất, rồi bất kể thế nào cũng không chịu đứng dậy. Tất chúng phải gọi chỉ huy đến, lúc bấy giờ sẽ hỏi, tại sao không phạm tội gì mà chúng tôi bị đưa vào cái ngục khổ sai này? Hai cậu tù đã mãn hạn là Gitu và Barrier sẽ yêu cầu được trao trả về phía Pháp. Rồi chúng tôi yêu cầu gặp tên cai nhất, nó được mệnh danh là Negro Blanco, tức mọt đen trắng. Gitu đi tìm nó. Tên đao phủ đến, tay vẫn lăm lăm cái roi. Năm chúng tôi vây quanh hắn. Chúng mày muốn gì? Tôi đứng ra nói. Chỉ muốn nói một lời thôi. Chúng tôi sẽ giữ để không bao giờ vi phạm nội quy. Vậy không vì lý do gì anh đánh được bất cứ ai trong chúng tôi. Nhưng vì thế anh nhiều khi đánh tù một cách vô cớ. Chúng tôi mời anh đến để nói rằng ngày nào anh đánh một người thì chúng tôi ngày đó coi như anh đã chết. Hiểu chưa? Hiểu. Một điều cuối cùng. Gì? Nếu anh nói lại chuyện vừa rồi với ai thì nói với cấp trên, không cần nói với lính. Được. Rồi nó rút lui. Hôm đó là chủ nhật, tù được nghỉ. Một sĩ quan đeo lon đi tới. Anh tên gì? Bướm. Anh là chỉ huy những tù Cayenne. Chúng tôi có 5 người, ai cũng là chỉ huy. Vậy tại sao anh đứng ra nói với tên cai? Vì tôi nói tiếng Tây Ban Nha khá hơn cả. Viên sĩ quan này là đại úy cảnh vệ. Hắn cho biết hắn không phải là chỉ huy trưởng ở đây. Trên hắn còn có 2 chỉ huy quan trọng hơn, nhưng họ đi vắng. Vì vậy hắn đang tạm quyền. 2 chỉ huy kia thứ 3 mới về. Anh đã nhân danh bản thân và các bạn anh dọa giết tên cai nếu đó đánh các anh phải không? Phải, và lời dọa ấy là thực sự. Giờ cũng xin nhắc lại là tôi có nói thêm rằng chúng tôi sẽ không làm gì để hắn có cớ hành hạ chúng tôi. Đại úy cũng biết là chưa có tòa án nào kết án chúng tôi vì chúng tôi không phạm một tội gì trên đất Venezuela. Tôi không biết. Các anh đến đây không có giấy má, hồ sơ gì, chỉ có một lời ghi chú, bắt làm lao dịch ngay sau khi tới nơi. Vậy, thưa ông đại úy, ông là người nhà binh, ông hãy tỏ ra công bằng. Trong khi chờ cấp trên về, đề nghị ông chỉ thị cho quân lính đối xử với chúng tôi khác các tù khác. Tôi khẳng định một lần nữa rằng chúng tôi không thể bị kết án vì không hề phạm tội gì ở Venezuela. Được, tôi sẽ ra những chỉ thị cần thiết. Mong rằng các anh không nói dối chúng tôi. Suốt buổi chiều chủ nhật đầu tiên ấy, tôi có dịp quan sát các tù nhân ở đây. Điều nổi bật đầu tiên là tất cả đều khỏe mạnh. Thứ hai, roi vọt đã thành chuyện thường ngày. Họ đã quen chịu đến nỗi chủ nhật là ngày nghỉ, có thể tránh bị đánh đập nếu cứ sinh hoạt bình thường. Thì hình như họ lại cứ thích làm những chuyện trêu ngươi để bị roi vọt. Họ luôn luôn làm những việc bị cấm đoán như đánh bạc, ăn cắp lẫn nhau, nói tục, chọc ghẹo các phụ nữ từ trong làng ra bán kẹo và thuốc lá cho tù. Từ bên ngoài hàng rào thép gai, người phụ nữ ném hàng vào cho người mua, thế mà cũng có tù nhân nhận hàng rồi chạy biến vào đám đông, không trả tiền. Kết cục, nhục hình được bắt phát bừa bãi lung tung vì bất cứ lý do gì. Không khí khủng bố lúc nào cũng bao trùm mà chẳng mang lại ích lợi gì cho trật tự của trại cũng như cho xã hội. Kẻ phạm lỗi cũng chẳng bao giờ tu tỉnh. Khu cấm cố ở San Jose do sự yên lặng cô đơn của nó đáng sợ hơn nhiều. Còn ở đây, sự sợ hãi chỉ là chốc lát. Ngoài giờ lao dịch vẫn được nói chuyện, ăn uống lại đủ và tốt, nên tù có thể ở cho đến mãn hạn, không bao giờ quá 5 năm. Ngày chủ nhật ấy, chúng tôi chỉ uống cà phê, hút thuốc và nói chuyện. Vài tù Colombia sán đến, chúng tôi khéo léo nhưng kiên quyết gạt họ ra. Phải làm sao để mọi người thấy chúng tôi là những tù thuộc loại riêng biệt, không thể hỏng hết. Sáng thứ hai 6 giờ, sau khi ăn sáng, lại đi làm cùng mọi người. Thể thức khởi động công việc như sau. Hai hàng người đứng quay mặt vào nhau, 50 tù, 50 lính, mỗi lính một tù. Giữa hai hàng người là 50 dụng cụ, cuốc, xẻng hoặc rìu. Hai hàng người nhìn nhau, hàng tù nhân thì lo lắng, hàng lính thì nóng nảy sốt ruột. Viên đội hô, tù X, cuốc. Tù X chạy ra và đúng lúc hắn vác cuốc lên vai, thì viên đội hô tiếp, Numero, tức gọi số lính. Tên lính có số được gọi liền chạy theo tù, cầm roi quật lấy quật để. Cái cảnh quái đản ấy cứ lặp đi lặp lại 2 lần một ngày. Trên đường từ trại đến nơi làm việc, có cảm tưởng là những kẻ chăn lửa đang xua những con vật của mình đi làm. Chúng tôi đứng nhìn thấp thỏm đến lượt mình, may sao với chúng tôi thì khác. 5 tù cái en lại đây, những anh còn trẻ cầm cuốc, còn 2 này nhiều tuổi lấy xẻng. 4 lính và 1 cai kèm chúng tôi đi ra công trường. Hôm đó là một ngày dài và đáng ngán nhiều hơn hôm trước.
Một số tù bị hành hạ đến kiệt lực, hét như điên và quỳ xuống van lạy để khỏi bị đánh. Buổi chiều, họ phải gom bao nhiêu gốc cây chưa cháy hết thành một đống lớn. Những người khác dọn dẹp ở phía sau. Bọn lính cứ roi cặc bò quật vào lưng tù để bắt họ mau mau vun các vụn gỗ mang ra giữa đồng. Trong lúc vội vã, họ uống lên và có khi vớ phải những đầu gỗ đang cháy như than hồng. Thế là vừa bị roi, vừa bị bỏng tay, chân đất dẫm lung tung lên lửa. Cái cảnh ấy kéo dài suốt 3 giờ. Không có người nào trong năm chúng tôi được mời tham gia vào cái việc dọn cái cánh đồng mới khai hoang ấy. Cũng may vì vừa cuốc, chúng tôi vừa trao đổi ngắn, hẹn với nhau là sẽ nhảy sổ ra tóm cổ 5 thằng lính và gai, tước súng chúng, rồi bắn vào tất cả lũ dã man ấy. Hôm nay thứ ba, chúng tôi không đi làm việc, vì được gọi lên gặp hai vị chỉ huy cảnh vệ mới về. Hai sĩ quan này rất ngạc nhiên vì chúng tôi được gửi đến đây mà không có hồ sơ gì chứng tỏ đã bị tòa kết án. Dù sao, họ hứa sẽ hỏi lại cấp trên về chuyện này. Hiệu quả đến ngay. Phải nói hai vị chỉ huy của đội cảnh vệ nhà ngục là những người rất nghiêm khắc. Có thể nói nghiêm khắc một cách tàn nhẫn. Nhưng họ cũng đứng đắn vì họ đã yêu cầu giám đốc trại phải đích thân đến giải thích mọi việc cho chúng tôi rõ. Và giám đốc đã đến, đi cùng với hai sĩ quan cảnh vệ. Tôi là giám đốc trại El Dorado. Các anh muốn gặp tôi? Trước hết, tòa án nào đã kết tội chúng tôi phải chịu hình phạt trong cái trại lao dịch này? Hình phạt bao nhiêu và vì tội gì? Chúng tôi từ biển vào Irapa không phạm một tội nhỏ nào. Vậy tại sao chúng tôi lại ở đây? Và vì lý do gì chúng tôi lại buộc phải làm lao dịch? Chúng ta đang ở thời chiến, vậy phải biết chính xác các anh là ai? Đồng ý, nhưng như thế chưa đủ để đưa chúng tôi vào ngục. Các anh chạy trốn khỏi nhà tù Pháp, vậy cũng phải biết xem nước Pháp có đói các anh về hay không? Cũng đồng ý, nhưng tôi nhấn mạnh, vì sao đối xử với chúng tôi như người phạm tội? Trước mắt, các anh phụ thuộc vào một điểm trong điều luật đặc biệt cho phép chính quyền được tạm giam để chờ điều tra thêm. Cuộc tranh luận còn kéo dài nếu một trong hai sĩ quan cảnh vệ đã không cắt ngang và phát biểu ý kiến quyết định. Ông giám đốc thực thà mà nói, chúng ta không có quyền đối xử với các ông này như những tù khác. Tôi đề nghị, trong khi chờ báo cáo lên Caracas trường hợp đặc biệt này, ta nên tìm cách sử dụng họ vào công việc nào khác việc làm đường. Họ là những kẻ nguy hiểm, họ đã dọa giết viên cai nhất nếu đánh họ có đúng không? Tôi đáp liền, đúng, không những chỉ dọa hắn, mà thưa ông giám đốc còn dọa tất cả những ai dám giơ tay đánh một người nào trong chúng tôi. Nếu người đó là quân nhân, cũng vậy, chúng tôi không làm gì nên tội để phải chịu một chế độ như vậy. Ở nước chúng tôi, luật lệ và chế độ nhà tù có thể tàn nhẫn, vô nhân đạo hơn, nhưng chúng tôi không chấp nhận bị đánh đập như một con vật. Viên giám đốc quay lại các sĩ quan có vẻ đắc chí. Đấy các ông xem, bọn người này nguy hiểm chưa? Viên chỉ huy trưởng cảnh vệ, người nhiều tuổi hơn do dự một lát rồi kết luận, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Những người Pháp này nói đúng, ở Venezuela không có luật lệ nào buộc họ phải chịu hình phạt và tuân theo các điều lệ của trại này. Tôi đồng ý với họ, vì vậy tôi đề nghị ông giám đốc hai việc, hoặc là ông tìm cho các ông này một việc gì khác các tù kia, hoặc là họ sẽ được miễn lao dịch. Nếu để họ cùng với các tù kia, thế nào rồi cũng có một tên lính đánh họ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, trước mắt, vẫn cứ để họ ở trại, ngày mai tôi sẽ nói phải làm gì. Rồi hắn rút lui. Tôi cảm ơn hai sĩ quan, họ tặng chúng tôi thuốc lá và hứa trong buổi giao ban tối sẽ đọc một thông báo cấm sĩ quan và lính không được dùng nhục hình đối với chúng tôi dù với lý do gì. Chúng tôi ở đây đã được 8 ngày, không phải lao dịch nữa. Chủ nhật hôm qua xảy ra một việc kinh khủng. Các tù Colombia tổ chức rút thăm xem ai sẽ lãnh trách nhiệm ám sát cai nhất Negro Blanco. Số phận rơi vào một cậu chạc tuổi 30. Anh ta kiếm một cái thìa sắt mà chui đã được mài lên nền xi măng thành một lưỡi dao nhọn và sắc cả hai cạnh. Anh ta đã dũng cảm làm đúng trách nhiệm, đâm 3 nhát vào tim Negro Blanco. Tên này được khiêng ngay đi nhà thương, còn thủ phạm thì bị trói vào cột giữa trại. Bọn lính lùng sục như điên các nơi để tìm vũ khí. Chúng đánh đập lung tung. Tôi chưa kịp tuột nhanh quần thì một tên vụt một roi trúng đùi tôi. Barrier liền vớ một cái ghế phang lên đầu tên lính. Một lính khác dùng lưỡi lê đâm vào cánh tay Barrier thì nhận một cú đá của tôi vào bụng nằm thẳng cẳng. Tôi đã cúi xuống nhặt khẩu súng thì có lệnh hét to. Dừng tất cả lại, không được đụng đến những người Pháp. Các ông người Pháp hãy bỏ súng đấy. Người hô lệnh đấy là đại úy Frolet, viên sĩ quan đã gặp chúng tôi hôm đầu tiên. Đại úy can thiệp thật kịp thời, đúng lúc tôi sắp bắn vào bọn lính.
Như vậy một, hai tên sẽ đền tội, nhưng chắc chắn chúng tôi cũng sẽ bỏ mạng ở cái xó Venezuela tận cùng thế giới, trong cái nhà ngục ảm đạm này. Nhờ sự can thiệp kiên quyết của đại úy, bọn lính không đụng đến chúng tôi nữa, rút ra các khu vực khác để tha hồ đàn áp. Và chúng tôi đã chứng kiến một trò đê tiện nhất mà con người có thể tưởng tượng. Thủ phạm bị trói chặt vào một cây cột trồng giữa trại và bị ba tên lính và cai quất roi liên tục từ 5 giờ chiều cho đến mãi 6 giờ sáng hôm sau. Chỉ thỉnh thoảng ngừng lại để bắt anh ta khai ra đồng phạm. Ai đã giao thìa, ai đã mài thìa thành dao. Anh ta không chịu khai ai, mặc dù nếu khai sẽ được chấm dứt nhục hình. Nhiều lần ngất đi, nhiều lần đổ nước cho tỉnh lại. Cao trào diễn ra vào lúc 4 giờ sáng. Nhận thấy đánh mãi cũng vô ích, nạn nhân chai lì, bọn đạo phủ ngừng tay. Nó chết chưa? Một sĩ quan hỏi. Không biết. Cởi trói, bắt nó bò bốn chân dưới đất. Người tù bị bốn người giữ chặt chân tay ấn xuống đất như người bò chổng mông. Một tên lính cầm roi cạc bò quật vào đúng khe giữa hai mông. Như vậy, đầu roi sẽ đập mạnh vào bộ phận sinh dục. Sau nhát roi ấy, mới thấy người tù rên lên một tiếng đau đớn. Tiếp tục. Nó chưa chết. Anh ta bị đánh như thế cho đến sáng bạch. Vậy mà cái nhục hình xứng với thời trung cổ ấy vẫn chưa làm nạn nhân tắt thở. Sau một giờ ngừng đánh và rộn nhiều xô nước, hắn vẫn còn sức cựa quậy và đứng lên. Y tá cầm một cốc nước tới, viên sĩ quan ra lệnh. Uống thuốc đi cho hồi sức. Cậu tù do dự một lát, rồi uống hết một hơi. Một phút sau, cậu ta quỵ xuống vĩnh viễn, lúc hấp hối, miệng còn thều thào. Đồ ngu, nó cho mày uống thuốc độc. Khỏi phải nói là không một tù nào, kể cả chúng tôi, nhúc nhích gì trước cảnh tượng ấy. Ai ai cũng khiếp đảm. Đây là lần thứ hai trong đời tôi muốn chết. Trong vài phút, tôi đã chăm chú nhìn khẩu súng mà một tên lính cầm một cách trễ nải ngay gần tôi. Sở dĩ tôi kìm lại được vì nghĩ rằng tôi sẽ bị giết trước khi kịp lên cò và bắn vào bọn chúng. Một tháng sau, tên Negro Branco lại trở lại tác oai tác quái trong trại. Tuy nhiên, số mệnh của hắn là phải chết tại El Dorado. Một đêm, hắn đi qua một lính gác thì bị người lính này chĩa súng vào và ra lệnh. Quy xuống. Negro Branco ngoan ngoãn nghe theo. Cầu Chúa đi, mày sắp chết. Người lính để hắn cầu nguyện rồi hạ sát hắn bằng 3 phát súng. Tù nhân này nói rằng anh ta giết hắn vì kinh tởm trước sự lộng hành của tên đao phủ. Người khác lại nói là tại Negro Branco đã tố cáo anh lính với cấp trên, nói rằng trước khi đi lính, anh ta là một kẻ cắp ở Caracas. Hẳn là xác hắn sẽ được chôn cạnh anh tù Colombia nọ. Anh này đúng là kẻ cắp thật, nhưng anh là người dũng cảm và giá trị phi thường. Tất cả những sự cố trên đã làm cho quyết định đối với chúng tôi bị chậm trễ lại. Và lại, tất cả tù được miễn lao dịch 15 ngày, Barre bị thương vì lễ lê được bác sĩ chăm sóc. Trong khi chờ đợi, chúng tôi được mọi người nể trọng. Hôm qua Sapa đi làm đầu bếp cho giám đốc ở ngoài làng, Gitu và Barre được thả vì ở đây đã nhận được các thông tin từ Pháp tới, qua đó biết rõ họ đã mãn hạn tù. Hồ sơ của tôi cũng đã được gửi sang với đủ tên tuổi, dấu tay, với ghi chú án trung thân. Với Đớp Lăng và Sapa là 20 năm. Viên giám đốc hãnh diện báo tin cho chúng tôi và nói, tuy nhiên, do các anh chưa làm gì xấu ở Venezuela, người ta sẽ giữ các anh ở đây một thời gian trước khi được trả tự do. Nhưng muốn thế, các anh cần làm việc và giữ hạnh kiểm tốt. Các anh đang trong thời kỳ thử thách. Trong khi trò chuyện, nhiều lần các sĩ quan phàn nàn là trong làng rất thiếu rau tươi. Khu vực này có một trại nông nghiệp, nhưng không trồng rau, chỉ trồng lúa, ngô và đậu đen. Tôi tình nguyện đứng ra tổ chức vườn rau nếu được cung cấp hạt giống. Họ đồng ý. Như vậy có cái lợi là tôi và Đơ Plăng được ra khỏi trại. Nhân có thêm hai tù lưu đày mới bị bắt ở Ciudad Bolivar. Họ cũng được nhập bọn với chúng tôi. Một tên là Toto, người Paris, một người là người Cox. Bốn người dựng hai nhà nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá cọ. Tôi và Đập Lăng ở một nhà, nhà kia dành cho hai bạn mới. Toto và tôi làm những cái bàn có chân rất cao, kê trên những ống bơ có đổ dầu hòa, để kiến khỏi bò lên ăn mất hạt. Rất nhanh chóng, chúng tôi ươm được cà chua, cà tím, dưa, đậu xanh, rồi đem trồng ra luống, vì lúc này cây đã đủ mạnh để chống lại kiến và sâu bệnh. Một lần Toto chợt bảo, ồ cái gì thế này, hòn sỏi này sao mà lấp lánh? Rửa xem sao? Toto đưa tôi xem. Đó là một mẩu tinh thể to bằng hạt đậu. Đem rửa sạch, nó càng lấp lánh. Nhất là ở mặt bị gãy, vì những chỗ khác nó bị dính một lớp xanh. Có phải kim cương không? Im ngay cái mồm, Toto. Đừng vội bép xép.
Nếu quả thật là kim cương, hãy giấu đi, đợi tối nay đã. Buổi tối, tôi dạy toán cho một viên đội đang chuẩn bị thi để lên cấp sĩ quan. Đó là một con người cao đẹp và thẳng thắn cực kỳ. Ông ta đã chứng tỏ điều đó qua 25 năm kết thân với tôi. Nay là đại tá Francisco Bolaño Oterera. Anh Francisco, cái này là cái gì? Một tinh thể đá? Không phải, anh ta nói sau khi xem kỹ. Đúng là kim cương. Hãy giấu kín, đừng cho ai xem. Nhặt được ở đâu? Dưới luống cà chua. Lạ nhỉ, hay là cậu mang theo lúc múc nước sông về? Có phải khi múc nước, cậu cũng phục theo một ít cát không? Đúng, cũng có khi. Thế thì rõ rồi. Hạt kim cương này là cậu mang từ dưới sông Caroni lên. Hãy tìm xem còn hạt nào khác nữa không? Vì hạt đá quý không bao giờ chỉ có một. Đã thấy một, ắt còn nhiều hạt khác nữa. Toto ra sức tìm kiếm. Cả đời hắn chưa bao giờ lao động chăm chỉ đến thế. Đến nỗi hai bạn kia không hay biết gì phải nói. Làm vừa vừa thôi, Toto. Suốt ngày múc nước sông như thế, có ngày chết rục xương, lại còn múc theo cả cát nữa. Để bón cho đất thêm xốp, Toto đáp. Đất pha cát càng thấm nước. Một hôm giữa trưa nắng, chúng tôi đang ngồi nghỉ dưới bóng cây thì Toto đi qua và vấp ngã. Cát trong xô đổ tung tóe, trong đó nổi lên một viên đá long lanh to bằng hai hạt đậu. Nó cũng bị gãy ở một mặt, nếu không thì không ai nhận ra. Toto có cái dở là vội chụp ngay lấy, đập lăng thốt lên. Kìa, hạt gì trông như kim cương? Bọn lính bảo sông này có nhiều kim cương và vàng. Thì vì thế, tớ mới chịu khó múc nước nhiều đến thế chứ. Tớ đâu phải thằng ngốc. Toto được dịp vênh mặt. Để kết thúc câu chuyện kim cương, xin nói ngay là sau 6 tháng, Toto đã gom được khoảng từ 7 đến 8 cara. Tôi gom được hơn chục cara, cộng thêm 30 đá quý nhỏ. Nhưng một hôm, tôi vớ được một hạt 6 cara, sau này đem về Caracas gọt rũa còn được 4 cara. Hiện tôi vẫn giữ và đêm ngày đeo nó trên tay. Đập Lăng và Antataglia cũng gom được một ít. Tôi vẫn còn cái ống tiền hồi ở tù nên nhét viên kim cương vào đó. Còn anh em khác thì lấy sừng bò làm thành những cái ống để bỏ vào. Không ai biết gì ngoài vị đại tá tương lai, lúc đó còn là đội Franco Bolaño. Cà chua và các cây rau tiếp tục mọc. Hàng ngày, chúng tôi vẫn mang cung cấp cho bếp ăn sĩ quan và họ trả tiền rất sòng phẳng. Chúng tôi được hưởng tự do tương đối, không có lính canh gác, nhà ở ngay trong vườn, không bao giờ vào trại. Mọi người nể trọng đối xử tử tế. Tất nhiên mỗi lần có dịp, tôi đều nhắc viên giám đốc về chuyện trả lại tự do. Lần nào y cũng đáp, được, được. Nhưng 8 tháng rồi vẫn chưa thấy gì. Tôi bắt đầu bàn chuyện đi trốn, Toto không nghe, các bạn khác cũng vậy. Để nghiên cứu đường đất lối sống, tôi kiếm cần câu và lưỡi câu. Do đó, tôi lại có cá bán, kể cả cá Carib đôi khi nặng tới 1 kg, có hàm răng sắp xếp y như răng cá mập. Hôm nay, cả trại náo động về tin Gaston Durantong, biệt danh là Khèo, đã bỏ trốn, mang theo 70.000 bolivar tiền Venezuela lấy ở két giám đốc. Cậu tù cứng cổ này có một tiểu sử khá ly kỳ. Còn nhỏ, hắn đã bị nhốt vào nhà chừng giới trẻ em ở đảo Oleron, làm phụ việc trong xưởng giày. Một hôm, Zecura vòng qua háng thằng bé để đưa giày lên đầu gối bị đứt đánh phật, làm nó bị chật khớp háng. Không được chữa chạy cẩn thận, chỗ khớp chật không liền nên từ đó hắn bị tật quẹo chân. Trông hắn đi và thương hại, người gầy rộc, vừa đi vừa kéo lê một bên chân, không chịu sự chỉ huy của nó. Chẳng lấy làm lạ là sau khi ở nhà chừng giới ra, hắn đi ăn cắp và năm 25 tuổi thì bị tống ngục. Không ai nhớ tên hắn là Gaston Durantong, chỉ gọi là Khèo. Nhưng Khèo thì Khèo, hắn vẫn vượt được ngục và lưu lạc tới Venezuela. Lúc đó là thời chế độ độc tài của Gomez. Khó ai thoát được sự đàn áp của chế độ này. Khèo lại bị cảnh sát đặc biệt của Gomez bắt đưa đi lao dịch làm đường. Tù Pháp, tù Venezuela đều bị xích chân vào những quả tạ có khắc hình hoa huệ của thành Toulon. Tù Pháp khiếu nại, cai tù đáp. Xích này, tạ này là do nước chúng mày chế tạo đấy chứ. Nhìn hình hoa huệ thì biết. Cuối cùng, Khèo trốn khỏi cái nhà tù lưu động làm đường ấy. Vài ngày sau, bị bắt lại, bị điệu về nơi cũ. Trước toàn bộ tù nhân tập hợp lại, Khèo ta bị lột chuồng, bắt nằm sấp xuống, chịu 100 roi cặc bò. Hiếm có ai chịu đựng được tới roi thứ 80, nhưng Khèo có lợi thế là người gầy đét, lại nằm ép bụng xuống đất, nên roi không đụng được tới vùng gan, là nơi dễ chết người nhất khi bị đánh. Theo thường lệ, thì sau trận mưa roi, hai mông đít sẽ bị nát và được sát muối lên. Nạn nhân bị bỏ mặc dưới nắng, tuy nhiên họ cũng đắp lá lên đầu hắn,
vì hắn chỉ được phép chết vì roi, không được phép chết vì nắng. Quẻo vẫn sống sót sau cái hình phạt trung cổ ấy, và khi hắn gượng đứng lên thì lạ thay, hắn không còn quẻo nữa. Trận roi đã làm gãy chỗ khớp chật và lắp nó vào y như cũ. Lính và tù đều không tin ở mắt mình, cho là có phép lạ. Ở cái xứ mê tín này, họ tin là hắn đã được Chúa ban thưởng vì có gan chịu được nhục hình. Từ đó, hắn được cởi xích và tạ, được ưu đãi, được giữ chân phân phối nước cho tù. Thân thể hắn phát triển và do ăn khỏe, hắn trở thành một chàng trai cao lớn lực lưỡng. Nước Pháp được tin nhiều tù nhân của mình đang làm được ở Venezuela, nghĩ rằng sức lực đó cần đưa về Guiana thuộc Pháp để phục vụ có lợi hơn. Thống chí Francis Depre được cử sang công cán để thương lượng với nhà độc tài Gomez trao trả những tù đó cho Pháp. Gomez đồng ý và một tàu Pháp đã vào cảng Puerto Cabello để đưa họ đi. Ở đó đã diễn ra nhiều pha thú vị vì có nhiều tù từ nơi khác đến chưa biết chuyện gì mới xảy ra với Quèo. Ê, Maxwell, thế nào nhận ra tớ không? Cậu là ai? Quèo đây. Đừng giỡn, ai cũng nói thế thì nhìn chàng trai cao lớn đứng thẳng trên hai chân trước mặt mình. Quèo lại vượt ngục lần nữa năm 1943 và bị đưa về El Dorado. Vì đã từng sống ở Venezuela, nhưng tất nhiên không nói rõ là đã ở tù, nên hắn được tuyển làm bếp, thay Sapa chuyển ra làm vườn. Hắn ở ngoài làng trong nhà giám đốc phía bên kia sông. Trong văn phòng giám đốc có két đựng toàn bộ tiền nong của trại. Vậy là hôm đó, Quèo lấy cắp 70.000 bolivar, hồi đó trị giá gần 20.000 đô la. Việc đó làm cho vườn chúng tôi cũng bị náo loạn lây. Giám đốc rồi cả hai thiếu tá chỉ huy cảnh vệ cũng đến. Giám đốc đòi đưa chúng tôi trở lại trại, nhưng hai thiếu tá không đồng ý. Cuối cùng, họ thuyết phục được giám đốc rằng chúng tôi không biết và không dính gì vào chuyện này, rằng nếu biết gì thì chúng tôi đã trốn cùng với Quèo rồi. Rằng mục đích của chúng tôi là được trả tự do ở Venezuela, chứ không phải ở Guiana thuộc Anh là nơi duy nhất Quèo có thể tới. Sau này, theo dấu của những con vật ăn thịt người chết, người ta tìm thấy xác Quèo ở trong rừng cách trại 70 km gần biên giới Anh. Giả thiết đầu tiên rất đơn giản, hắn bị người Anh điên giết, nhưng mãi sau này, một người bị bắt ở Soledad Bolivar đã đổi những tờ bạc 500 Bolivar còn mới nguyên. Ngân hàng cấp tiền cho giám đốc trại tù El Dorado đã ghi lại các số giấy bạc và đã phát hiện đó là tiền lấy cắp. Người nọ thú nhận và khai thêm hai đồng phạm đã bỏ trốn không bắt được. Đó là cuộc đời và cái chết của bạn tôi, Gaston Durantong, biệt hiệu Quèo. Một số sĩ quan lén lút sai tù nhân đi đãi vàng và kim cương ở sông Caroni. Kết quả cũng thu được một ít, không lớn lắm, nhưng đủ để kích thích người ta đi tìm. Ngay ở dưới vườn tôi, hai tù nhân suốt ngày hì hụi đãi vàng. Họ dùng mũ xúc cát lên rồi lắc lắc. Kim cương nặng nếu có đọng lại ở dưới đáy. Nhưng cũng có một người chết vì hắn định cướp không của chủ. Sau cái chuyện ấy, cái mỏ vàng bất hợp pháp ấy bị đình chỉ. Trong trại có một người có hình xăm trên khắp thân thể. Hắn bị liệt cánh tay phải, mồm méo rạch, lưỡi thỉnh thoảng lại thè ra đầy rớt rãi, chứng tỏ hắn bị chứng liệt nửa người. Hắn từ đâu đến không biết, có điều chắc chắn cũng là tù vượt ngục. Hắn được mọi người mệnh danh là Piccolino, được đối đãi tử tế, mỗi ngày 3 lần được mang thức ăn và thuốc lá đến tận nơi. Đôi mắt xanh vẫn đầy sức sống, không có vẻ buồn rầu. Gặp ai mà hắn yêu quý, đồng tử hắn ánh lên nét vui sướng. Người ta nói gì hắn hiểu, nhưng hắn không nói, cũng không viết được, vì tay phải thì liệt, tay trái mất ngón cái và hai ngón khác. Cái thân tàn ấy, đứng hàng giờ bên hàng rào thép gai, chở tôi mang rau đi qua, vì đó là con đường tôi đi tới bếp ăn sĩ quan. Sáng nào tôi cũng dừng lại nói chuyện với hắn, an ủi hắn. Hắn gật gật đầu hoặc chớp chớp mắt, tỏ rằng đã hiểu. Bộ mặt méo xệch bừng sáng được một chốc, đôi mắt long lanh như muốn nói lên nhiều điều. Lần nào tôi cũng mang cho hắn hoặc đĩa giấm cà chua, xà lách và dưa chuột, hoặc một quả dưa, một con cá nướng, cộng thêm vài điếu thuốc. Hắn không đói, vì bữa ăn trong nhà ngục cũng khá, nhưng những thứ tôi mang đến lạ miệng, khác với thực đơn chính thức. Việc thăm hỏi Piccolino đã trở thành lệ, đến nỗi cả tù và lính đều nói hắn là con trai của bướm. VTC Now.